84天, ngày 84. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Cà phê trà xanh của bạn và cappuccino của bạn, mời từ từ dùng. Hãy dùng từ nín cho lịch sự. 您的绿茶咖啡和您的卡布奇诺. Chính mạng dùng. Nín. Tờ. Lùi. Chá. Kha. Phây. Hứa. Nín. Tờ. Khả. Bù. Chí. Nùa. Chỉnh. Mạn. Dùng. Nín đờ lùi trà cà phê hứa nín đờ cà bù chí nùa. Chính mạn dùng. Nín đờ lùi trà cà phê hứa nín đờ cà bù chí nùa. Chính mạn dùng. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Đương nhiên là có thể ạ. 当然可以啊. Từng nghe nói qua Quế Lâm. 听说过桂林. Chính là chị ấy dạy đấy. 就是他教的. Của bạn thì sao? 你的呢? Người Việt Nam đại bộ phận đều 越南人大部分都. Ừ, vì rất tiện. Ừ, 因为很方便. Nhất định, chắc chắn. Ý định. Chỉ là nói chuyện phía một chút. 只是聊聊天. Làm phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Mình hay đến tiệm này đọc sách, tự học. 我常来这家店看书自习. Giá cả lại rất hợp lý. 价格又很合理. Quán cà phê này. 这家咖啡厅. Khá ít gặp. 比较少见.